nhóm co mạch mũi các bạn ạ. Như hôm trước Hoa đã nói rồi, chúng ta học thì sẽ có hai dòng co mạch, một là ngoài da, hai là co mạch niêm mạc mũi. Thì bây giờ chúng ta đang học về nhóm mũi thì các bạn sẽ học một số những thành phần sau các bạn nhá. Một là má, vẫn là sát khuẩn ạ. Trong nhóm sát khuẩn này thì có những dòng hay gặp ở nhà thuốc, đó là si sát, quen thuộc không ạ? Rất là quen. Rồi có vê sim không ạ? Đây là vê sim. Có Sterimax này, đây là hàng ngoại, hàng của Pháp, rất là đắt tiền này, trên dưới 100.000 đấy ạ, gần 100.000 một lọ này đấy ạ. Còn như là những cái dòng vừa rồi thì chỉ có trên dưới 20-30.000 thôi. Giờ có Hummer nữa các bạn này, rất là nhiều, ở trên thị trường còn nhiều những cái loại khác biệt dược lắm, nhưng nó đều là nước muối biển dùng để sát khuẩn đấy ạ. Thì chúng ta đến nhà thuốc chúng ta nhận biết thì chúng ta biết à, đây là nước muối biển sâu dùng để xịt rửa các bạn nhá. Nếu như mà người ta có vấn đề về mũi ạ, như là bị mũi trắng này, mũi vàng này, thì trước khi bán các cái dòng thuốc để điều trị, các bạn nên tư vấn bán cho người ta những dòng sát khuẩn để làm sạch những cái dịch mũi ở bên trong, đẩy nó ra ngoài. Thì lúc đấy các bạn nhỏ thuốc co mạch vào nó mới hiệu quả, và nó sẽ không bị chảy xuống họng gây viêm họng các bạn nhé. Vì có rất nhiều người ạ bị cảm cúm, bị viêm mũi, rồi sau đó chúng ta không rửa mũi, rồi các bạn bán cho người ta những cái dòng co mạch luôn nhá, thì lúc đấy những cái dịch mũi bẩn nó sẽ chảy xuống họng cổ và chuyển sang viêm họng, ho có đờm đó. Cho nên là chúng ta sẽ phải tư vấn cho họ những cái dòng nước muối biển sâu để xịt rửa thường xuyên để làm sạch mũi, rồi sau đó chúng ta sẽ bán những thuốc co mạch các bạn nhá. Thực ra mà nói rằng với một người bình thường họ không có vấn đề gì về bị viêm mũi cả, thì chúng ta vẫn nên vệ sinh mũi để cho nó sạch, đúng không ạ? Nào các bạn thử nghĩ xem, Việt Nam đang ở trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đang trong quá trình phát triển và rất là bụi bặm bẩn thỉu, đúng không ạ? Vậy chúng ta đi đường, chúng ta về, chúng ta chỉ cần xịt nước muối, sau đó xì ra thôi, thì nó sẽ sạch ở bên trong mũi, sẽ đỡ bị viêm mũi cho các bạn rất nhiều. Đặc biệt là với trẻ con thì các bạn nên có một lọ si sát ở trong nhà, đúng không ạ? Có một lọ nước muối biển ở trong nhà để khi về các con hoặc là cả gia đình ấy ạ, về thì chúng ta sẽ vệ sinh mũi để trở thành một cái thói quen để cho nó đỡ bị viêm mũi, đúng không ạ? Vì sao ạ? 90% người dân Việt Nam mắc các bệnh về hô hấp, trong đó có bệnh viêm xoang, đúng không các bạn? Nên là chúng ta sẽ phải thường xuyên là dùng nha. Ok, đó là những cái dòng sát khuẩn các bạn ạ. Vậy thì những cái thuốc để có thể điều trị trong trường hợp mà bị hắt hơi, sổ mũi, ngạt mũi, chảy nước mũi, mũi xanh, mũi vàng là những loại nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2, đó là nhóm co mạch mũi có tác dụng chống viêm các bạn nhé. Để dùng trong các trường hợp mà bị hắt hơi, sổ mũi, ngạt mũi ạ, thì đây là thành phần đầu tiên Hoa muốn nói với các bạn và các bạn hãy ghi vào ạ. Napazolin. Thuốc thứ hai các bạn ghi đó là silometazolin ạ. Có biệt dược là ochivin và otilin ạ. Ochivin và otilin. Thì ở đây các bạn nhìn thấy trên slide, ochivin và otilin có hai hàm lượng và có cả hai dạng bào chế, một là nhỏ, hai là xịt nhá. Bào chế thì nó có hai hàm lượng, một là 0,05 và hai là 1%, dành cho người lớn và dành cho trẻ con, đúng không các bạn? Đó, thế thì khi các bạn thấy có người ta ra hỏi là em ơi bán cho chị là Ochivin, thì lập tức các bạn phải hỏi rằng chị ơi chị dùng cho người lớn hay cho trẻ con ạ? Để xác định lại xem ai là người dùng các bạn nhé. Vì như Hoa thấy rằng có nhiều bạn học viên ở Bóng Minh nghe thấy họ nói rằng cho chị lọ Otilin hoặc Ochivin là lập tức đi lấy rồi, trong khi đó không biết họ dùng cho người lớn hay cho trẻ con. Vì họ nghĩ rằng họ biết rằng Ochivin là thuốc nhỏ mũi là may lắm rồi, đúng không ạ? Đó, nên hãy từ từ bình tĩnh hỏi lại khách hàng các bạn nhé, để chúng ta có thể nắm bắt được là họ dùng cái gì và dùng cho người lớn hay cho trẻ con, được không ạ? Ok, sang đến thành phần tiếp theo đó là oximetazolin ạ, biệt dược là Condib các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang một số các cái dòng có thành phần kết hợp, nó không phải chỉ có thành phần co mạch nữa mà nó còn có cả thành phần chống viêm và kháng sinh để điều trị các trường hợp mà viêm mũi. Thuốc đầu tiên trong cái thuốc kết hợp này đó là Hadocop các bạn ghi ạ. Hadocop D này là biệt dược này. Còn đâu thành phần nó sẽ có 3 thành phần. Một là silometazolin, hai là dexamethasone, ba là neomycin, đúng không ạ? Ba thành phần kết hợp với nhau. Thế khi nào các bạn đọc được những thành phần và biết được công dụng của nó đấy ạ, phân tích được là nó có công dụng gì, là các bạn đã biết được cái mà khách hàng cần có phải là nó hay không, đúng không ạ?
Silometazolin thì chúng ta vừa mới học rồi, nó là thành phần co mạch các bạn nhé. Những người mà bị ngạt mũi đấy hoặc hắt hơi sổ mũi chủ đúng không? Hắt hơi sổ mũi là chúng ta cho dùng cái silometazolin này đúng không? Thứ hai, dexamethasone. Vậy những người bị viêm mũi, mũi vàng, mũi xanh thì chúng ta có dùng được không ạ? Dexamethasone là tác dụng chống viêm, nằm trong nhóm chống viêm GC đúng không các bạn? Rồi, neomycin là thuốc gì ạ? Nếu như mà các bạn đã học xong nhóm kháng sinh rồi thì các bạn sẽ nhớ neomycin là kháng sinh đúng không ạ? Vậy nó có tác dụng điều trị nhiễm khuẩn này, chống viêm này và co mạch các bạn nhé. Đây là cái halocarb này ạ và cả alaca này nữa. Chúng ta cho họ dùng cái alaca này thành phần cũng giống như cái halocarb nhưng là hàng vần dược khoa. Ok, thì chúng ta nói với họ là xịt một ngày 3 lần các bạn nhé. Ngoài ra thì sẽ có cái xịt ngũ sắc này. Cái này nó là thảo dược đúng không ạ? Chiết xuất như ở quê người ta hay gọi là hoa cất lợn đấy ạ. Nhưng mà tên ở chúng ta học đó là hoa ngũ sắc đúng không ạ? Rồi.